Chiều mùng 8 tháng 9, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tỉnh đã đến động viên và tặng dung dịch sát khuẩn cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Sông Công nhân dịp bước vào năm học mới. Đoàn đã đến động viên và tặng 4 thùng dung dịch sát khuẩn, mỗi thùng 24 chai cho trường Trung học phổ thông Sông Công và Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố để phòng trao cho các trường học trên địa bàn. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố cũng trao tặng gần 100 chai nước sát khuẩn cho phòng giáo dục và đào tạo thành phố để cùng hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch của ngành từ đầu năm học mới. Đây là hoạt động thiết thực của Liên đoàn Lao động tỉnh và thành phố nhằm góp phần giúp các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo cho học sinh đến trường an toàn.